Các tín đồ của thương hiệu mỹ phẩm Innisfree Hàn Quốc không thể nào bỏ qua tiếp sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore bởi tính năng tuyệt vời của nó, đặc biệt những chị em có da hỗn hợp dầu. Cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của em nó nhé! Xuất xứ từ thương hiệu Innisfree. Innisfree là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc được nhiều beauty blogger ưa chuộng và giới thiệu đến các tín đồ làm đẹp vì tính lành của hãng mỹ phẩm này. Innisfree được mệnh danh là cái nôi tiên phong của dòng mỹ phẩm đến từ thiên nhiên ở Hàn Quốc. Toàn bộ thành phần của các sản phẩm của Innisfree đều an toàn 100% cho mọi làn da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất. Một trong những sản phẩm sữa rửa mặt của Innisfree được nhiều người yêu thích nhất là sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore, chứa các thành phần lấy từ một loại đá núi lửa tự nhiên. Ưu điểm vượt trội của sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore: thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn tuyệt đối. Tro núi lửa: các hạt tro núi lửa rất nhỏ và có độ xốp cao, có nghĩa là chúng có khả năng hoạt động rất tốt. Điều này có nghĩa là chúng đặc biệt tuyệt vời để loại bỏ dầu và bã nhờn cứng đầu bám trên mặt vào ban ngày. Tro rất hữu ích trong việc làm sạch mọi thứ kém tự nhiên có thể bám trên mặt bạn, như ô nhiễm và lớp trang điểm thừa. Đất sét: trong sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore có chứa đất sét bentonic có các ion tích điện âm. Chúng sẽ hút sạch bụi bẩn và dầu thừa ra ngoài, làm thông thoáng lỗ chân lông. Ngoài ra còn có khả năng hút các độc tố, kim loại nặng ra khỏi da thông qua lỗ chân lông, giúp đi tóc làn da. Sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore ở dạng kem sữa màu trắng có độ mịn cao. Sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore có độ mịn cao sẽ giúp cho người sử dụng cảm thấy sảng khoái khi rửa mặt, tăng cảm giác tươi mát thư giãn trong quá trình skincare của bạn. Phù hợp với da nhờn và da hỗn hợp. Nhờ những thành phần có trong sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore mà những bã nhờn, chất cặn bã từ sâu trong lỗ chân lông đều được loại bỏ. Đặc điểm CUA da nhờn và da hỗn hợp là lượng dầu và bã nhờn trên da lớn nhất là khi thời tiết nắng nóng kéo dài càng khiến làn da của bạn trở nên khó chịu. Vậy nên việc sử dụng sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore rất phù hợp. Bạn nên sử dụng mỗi ngày, nhất là vào mùa hè, để làn da giảm tiết dầu, sạch nhờn và thông thoáng cả ngày dài. Chúc bạn có một làn da căng mịn, sáng ngời trong tương lai sau khi sử dụng sữa rửa mặt Innisfree than núi lửa Jeju Volcanic Pore.